Thưa quý vị và các bạn, mặc dù quy định mua SIM điện thoại bắt buộc phải đăng ký thông tin cá nhân đã có từ lâu, tuy nhiên hiện nay việc mua bán SIM di động sai quy định vẫn diễn ra khá phổ biến. Để thuận tiện thì rất nhiều đại lý SIM thẻ đã dùng thông tin ảo để kích hoạt SIM rồi bán cho khách hàng. Trước thực trạng này, mới đây Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra chỉ thị 11 về việc tăng cường bảo vệ bí mật thông tin cá nhân người sử dụng dịch vụ và ngăn chặn việc mua bán lưu thông SIM di động trái quy định. Đây là một cửa hàng bán SIM thẻ trên phố Hàng Chống, Hà Nội. Khách hàng đến mua SIM, nếu ai cần thì cửa hàng sẽ đăng ký thông tin. Còn nếu không, cửa hàng sẽ cung cấp SIM kích hoạt trước để thuận tiện cho khách. Đấy là tùy người ta. Nhưng mà mình vẫn cung cấp được cho họ đúng không? Tùy người ta thôi. Có người cần đăng ký, có người ta không cần đăng ký. Nhưng mà mình vẫn cung cấp được. Nhà mạng người ta cung cấp được. Hiện nay thì em thấy cái việc mua SIM nó diễn ra rất là đơn giản. Em đến cửa hàng rồi thì mua bỏ 50-100 ra có thể có một cái SIM để dùng ngay lập tức rồi. Và em thấy cái việc quản lý việc mua SIM nó diễn ra hình như là hơi không chặt chẽ lắm. Không cần đăng ký gì, chỉ cần ra mua SIM là họ sẽ chọn số nào được người ta đưa cho mình luôn. Mặc dù đã có quy định về quản lý thông tin trả trước, tuy nhiên việc mua bán SIM thẻ không cần đăng ký vẫn diễn ra hàng ngày. Điều này cho thấy dường như các nhà mạng vẫn đang làm ngơ trước hoạt động sai quy định của các đại lý. Trước thực trạng này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có chỉ thị 11 nhắc nhở các doanh nghiệp viễn thông, các đại lý siết chặt vấn đề đăng ký thông tin cá nhân khi sử dụng dịch vụ di động. Tuy nhiên, đại diện Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, đây không phải là nội dung mới, mà thực chất chỉ nhằm mục đích nhắc lại các quy định đã có từ trước. Thực ra chỉ thị 11 chỉ nhắc lại, chứ không đưa ra các nội dung nào cụ thể mới cả, mà tất cả là nó nằm ở trên các cái quy định, các cái luật và các cái văn bản quy phạm pháp luật. Liên quan đã quy định rồi thì hiện tại là chúng ta sẽ thực hiện một cách chặt chẽ hơn các cái đơn vị liên quan, ví dụ như thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, thanh tra các sở thông tin và truyền thông, tổ chức mạnh mẽ hơn cái việc thanh tra, kiểm tra và phát hiện, xử lý các cái vi phạm đã có. Ngoài việc siết chặt các quy định về đăng ký thông tin trả trước, Bộ Thông tin Truyền thông cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc tổ chức truyền thông cho người dùng di động về tầm quan trọng của việc đăng ký thông tin cá nhân, tăng cường cảnh giác, thận trọng trong việc cung cấp thông tin cá nhân, nghiêm chỉnh chấp hành quy định về tự bảo vệ thông tin cá nhân và tuân thủ các quy định của pháp luật về cung cấp thông tin cá nhân khi sử dụng dịch vụ trên mạng.